đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận giao hữu đầu tiên trên đất Đức. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh chia tay đội tuyển Việt Nam vì chấn thương. Ngày mai 10 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Eintracht Frankfurt vào lúc 14 giờ giờ địa phương trên sân vận động Stadion Am Sommerdam. Chia sẻ tại buổi tập trước trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết bàn huấn luyện đã có những tính toán và điều chỉnh cường độ tập luyện để các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Thời tiết tại Frankfurt ở thời điểm lúc này duy trì ở nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C, có nắng nhưng không gây mệt mỏi cho các cầu thủ. Ở buổi tập hôm nay, chúng tôi cũng giảm bớt cường độ và khối lượng để các cầu thủ có trạng thái tốt nhất cho trận đấu vào ngày mai. Từ khi ở Việt Nam tới những ngày vừa qua tại Đức, toàn đội đã tập với cường độ rất cao, nên bây giờ chúng tôi giảm dần. Sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển nữ Đức và trở về Việt Nam, đội sẽ tiếp tục tăng cường thêm một lần nữa. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ về kế hoạch tập luyện của đội. Chiều nay, ban huấn luyện cho các cầu thủ tập pressing cùng với những bài tập nhỏ về xoay sở ngắn, tăng khả năng khéo léo. Nói về các trận đấu sắp tới, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định 3 trận đấu tại Đức và trận đấu tại Ba Lan đều rất quan trọng. Đây là những đối tượng có trình độ rất cao để chúng ta làm quen trước khi bước vào chiến dịch vòng chung kết bóng đá nữ thế giới năm 2023. Ban huấn luyện sẽ tính toán từng trận, sắp xếp về con người, thử nghiệm đội hình để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu lớn sắp tới. Sáng ngày mai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập nhẹ và họp đấu pháp trước khi ra sân vào lúc 12h15 giờ địa phương. Trước đó, theo đánh giá của đội trưởng Huỳnh Như cho biết đội mới đến được vài ngày, nhưng nhìn chung mọi thứ khá tốt từ ăn uống cho đến sân bãi. Mặt sân tập tại đây cũng êm giống như tại trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ đây là điều kiện tốt để đội tập luyện. Trong đợt tập huấn lần này, đội sẽ có 4 trận giao hữu với các câu lạc bộ và đội tuyển hàng đầu tại Đức và Ba Lan. Mỗi trận đấu giao hữu đều là cơ hội quý giá để tôi tập luyện và trau dồi những kỹ năng còn thiếu về sức mạnh cũng như kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Những đối thủ sắp tới tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới sẽ rất mạnh. Trong đợt tập huấn này, mình cũng có các trận giao hữu với đội tuyển U23 nữ Ba Lan và đặc biệt là đội tuyển nữ Đức để mà học hỏi. Toàn đội sẽ tranh thủ khoảng thời gian quý báu để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới. Kế hoạch tập huấn tại Đức và Ba Lan đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện tính toán từ sớm và chuẩn bị kỹ càng nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho vận động viên trước giải đấu lớn mà lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta vinh dự được góp mặt. Vừa rồi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã căn dặn toàn đội không đặt tham vọng lớn tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới, nhưng vẫn có những yêu cầu đối với vận động viên. Trình độ của chúng ta chưa bằng các đối thủ tại giải đấu. Đây cũng là lần đầu tiên tham dự, vì thế chúng tôi sẽ giữ cho tinh thần các vận động viên được thoải mái, nhưng cũng có những yêu cầu về chuyên môn. Sau giải đấu sắp tới, chúng ta còn thi đấu ASEAN và vòng loại thứ 2 Olympic Paris năm 2024. Đó cũng là mục tiêu của đội trong năm nay. Chúng ta cần đi xa hơn nữa. Những năm tiếp theo của bóng đá Việt Nam cần dần dần tiến bộ lên, có những thành tích tốt hơn để đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo và kỳ vọng của người hâm mộ trên cả nước. Xuyên suốt trong các buổi tập vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ, tôi muốn vận động viên của chúng tôi phải phối hợp nhanh trên 2/3 sân, đá phòng ngự chặt và phản công nhanh. Khi giành được bóng, chúng ta phải tấn công thật nhanh trên sân đối phương. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng vòng chung kết bóng đá nữ thế giới từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 tại New Zealand. Tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với các đối thủ là đội tuyển Mỹ, đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Bồ Đào Nha. Thủ thành Trần Nguyên Mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ không góp mặt ở 2 trận đấu tại FIFA Day sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Chấn thương mãn tính ở đầu gối khiến anh không kịp hồi phục 100% phong độ. Với tiền sử chấn thương kéo dài, nên từ khi lên hội quân, Trần Nguyên Mạnh đã được các bác sĩ đội tuyển thăm khám và cho thực hiện các bài tập hồi phục kết hợp trị liệu. Tuy nhiên, do chấn thương dai dẳng đã trở thành mãn tính nên thủ thành người Nghệ An cần nghỉ ngơi và tiếp tục tích cực điều trị thêm một thời gian nữa mới có thể lấy lại 100% phong độ. Ở đợt tập trung ngắn ngày hồi tháng 3 vừa qua, Nguyên Mạnh cũng được triệu tập vào danh sách đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn phải tập theo chế độ riêng dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ. Sau đó, khoảng thời gian nghỉ tại V-League, Nguyên Mạnh đã vào thành phố Hồ Chí Minh để điều trị hồi phục tại một trung tâm hồi phục chấn thương chuyên nghiệp. Khi bóng lăn trở lại, Nguyên Mạnh tiếp tục ra sân và trở thành chốt chặn quan trọng trong đội hình của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định.
Tuy vậy do chưa được điều trị dứt điểm nên dù vẫn ra sân thi đấu, nhưng Nguyên Mạnh đã phải đối diện với những cơn đau kéo dài. Sau khi được các bác sĩ báo cáo cụ thể về tình trạng của Nguyên Mạnh, hôm nay huấn luyện viên Philippe Jussier đã quyết định tạo điều kiện để thủ thành trở về câu lạc bộ tập trung điều trị. Ông cũng động viên người học trò của mình cố gắng điều trị dứt điểm chấn thương và sớm trở lại với tình trạng tốt nhất. Như vậy, Nguyên Mạnh là trường hợp thứ hai sau Nguyễn Phong Hồng Duy phải rời đội tuyển vì chấn thương. Cả hai cầu thủ đều thuộc biên chế của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Quân số hiện tại của đội còn lại là 30 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và chưa bao gồm hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng về nước vào ngày 10 tháng 6 và Văn Toàn về nước vào ngày 12 tháng 6. Ở một diễn biến khác, sau 2 ngày tập riêng vì quá tải cơ, bộ ba tuyển thủ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Hồ Tấn Tài đã trở lại tham gia tập luyện chung cùng các đồng đội. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng ở tình trạng quá tải cơ kể từ khi lên tập trung và tiếp tục theo đuổi giáo án hồi phục dưới sự kèm cặp của các bác sĩ đội tuyển. Trong khi đó, bên phía đội tuyển U23 Việt Nam ở buổi tập chiều nay đã có thêm sự góp mặt của Nguyễn Hồng Phúc. Hậu vệ này vừa hoàn thành thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Hòa Bình tại vòng 8 giải hạng nhất quốc gia năm 2023. Nhóm 6 cầu thủ còn lại trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam gồm Huỳnh Công Đến, Võ Minh Trọng, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Đức Phú, Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Hữu Nam sẽ có mặt vào ngày mai 10 tháng 6. Ngày 13 tháng 6, huấn luyện viên Philippe Jussier sẽ lựa chọn lực lượng cho đội tuyển Việt Nam di chuyển về Hải Phòng để thi đấu giao hữu quốc tế đầu tiên với đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc. Liên quan đến trận đấu này, ban tổ chức cũng đã chính thức thông báo kế hoạch phát hành vé phục vụ người hâm mộ. Theo đó, vé gồm 3 mệnh giá 50.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng sẽ được bán online thông qua ứng dụng ví VNPay và Vietinbank iPay bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 10 tháng 6 tới.